Ủy ban nhân dân tỉnh mới ban hành bộ chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công áp dụng với thị xã Sapa. Bộ chỉ số được phân tích nhóm theo 8 chỉ số nội dung gồm tham gia của người dân ở cấp cơ sở, công khai minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương, trách nhiệm giải trình với người dân, kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, thủ tục hành chính công, cung ứng dịch vụ công, quản trị môi trường, quản trị điện tử. Đối tượng khảo sát là người dân đang sinh sống tại địa phương, đại diện cho hộ gia đình và từ 18 tuổi trở lên, đủ năng lực hành vi theo quy định của pháp luật. Bộ chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công áp dụng với Sapa nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản trị, điều hành và cung cấp dịch vụ công của thị xã, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân.